Tấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm video xem bò, mua bán bò, báo giá công khai nha anh em. Mình làm video ở xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay trở lại chuồng của bò của anh Thái nha, ở Long Hồ, Vĩnh Long. Thì anh Thái kêu bán con hấp kem đực lỡ nha anh em, 8 tháng tuổi. Rất là to bò. Thì con mẹ là mẹ gút nha anh em, còn con đây 8 tháng bò, rất là to, có đít có dai nha, cao khoảng 1m20 nha anh em. Đây con mẹ gút đẻ con rất là đẹp, bò nó dính ấy hơi dơ nha anh em. Rồi đó, quay xa quay gần, bò 8 tháng rồi các anh em, giá cũng mềm thôi nha anh em. Có dàn lưng lưng hở luôn nha anh em. Trời, kem này cái đít có đít luôn nha anh em, rất là đẹp. Đó, cao 1m20 trở lên. Rồi thì bò này nói chung là rất là cao, bò móng sò hết đàng hoàng. Đó, thì, chi tiết cho các anh em xem. Chung nó rất là to rồi anh em, 8 tháng bò được lỡ. Thì ai cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Thái nha. Đó. Ai muốn mua về vỗ béo, muốn xem thực tế thì liên hệ với số điện thoại của anh Thái ở xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đó, còn mẹ gút đó nha anh em, mẹ rất là cũng rất là đẹp, em rất là đẹp luôn. Rồi thì con bò này 8 tháng ra 1m20 này anh Thái kêu là 26 triệu nha anh em, giá vẫn còn thương lượng tiền xe. Vậy nên anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Thái nha. Số điện thoại của anh Thái là 0907 942 396. Gặp trực tiếp liên hệ anh Thái để trao đổi nha, thương lượng tiền xe. Đó, thì chuồng cũng một hai con nái rồi cũng tơ nữa anh em. Thì anh Thái cứ bán con này, anh em nào xem thực tế được thì anh Thái bán luôn anh em. Đó, rồi thì ai có bò muốn quay bán thì liên hệ số điện thoại của mình là 0979 651 243, gặp trực tiếp mình để trao đổi nha. Rồi các anh em nào có muốn yêu quý kênh, muốn mua bán bò thì đăng ký kênh theo dõi, nhớ nhấn chuông để nhận tất cả các thông báo khi mình làm video nha anh em. Rồi, đó, mình quay sơ lược lại cho các anh em cùng xem. Mình xin nhắc lại, các anh em nào có yêu quý kênh thì đăng ký theo dõi để tiện mua bán bò giá công khai nha anh em. Cô chú anh chị ở nhà có thể mua bán. Đó, thì cái video mình cũng đến đây cũng sắp kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các anh em nha.